Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin sức sống thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 8 đã diễn ra hai trận bán kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Tâm điểm chú ý được hướng về cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên cho chức vô địch là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng trước đó thì chúng ta sẽ cùng tới với những diễn biến trong trận bán kết thứ nhất giữa đội NEC Red Rockets của Nhật Bản và đội Phúc Kiến Trung Quốc. Thế trận cân bằng được đội Phúc Kiến Trung Quốc và NEC Red Rockets tạo ra trong set đấu đầu tiên. Hai đội bám đuổi nhau từng điểm số 1. Mặc dù vậy, ở thời điểm cuối set đấu, đội NEC đã thi đấu tốt hơn và vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 25-22. Nhanh và biến hóa của đội NEC tiếp tục được phát huy, đặc biệt ở vị trí số 4. Chủ công mang áo số 21 Yoshida có những tình huống bật nhảy đập tấn công uy lực, khiến hàng chắn bên phía Phúc Kiến Trung Quốc gặp khó khăn. Set đấu nhanh chóng kết thúc với chiến thắng 25-11 cho đội bóng đến từ Nhật Bản. Set đấu thứ 3, đội Phúc Kiến Trung Quốc thi đấu nỗ lực hơn nhằm tìm kiếm set thắng đầu tiên trong trận đấu. Tuy nhiên, đội NEC vẫn tỏ rõ sự hiệu quả trong những tình huống tấn công và phòng thủ hàng sau để qua đó giúp họ tiếp tục chiến thắng với tỷ số 25-19. Vượt qua đội Phúc Kiến Trung Quốc với tỷ số 3-0, đội NEC Red Rockets giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Ở trận bán kết diễn ra sau đó giữa đội tuyển Việt Nam và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, dù để đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vươn lên dẫn trước ở hai set đấu đầu tiên với tỷ số 25-19 và 25-22. Tuy nhiên, những điều chỉnh kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã giúp đội tuyển Việt Nam giành lại chiến thắng ở hai set đấu sau đó. Hai đội hiện tại đang phân định thắng thua ở set đấu thứ 5 với lợi thế dẫn điểm nghiêng về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.